Thưa quý vị, người mua nhà sẽ được vay ngân hàng này để trả nợ trước hạn cho ngân hàng khác. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của thông tư 06 vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 tới đây. Đây có thể coi là một tín hiệu vui với những người đang có nhu cầu mua nhà ở thật. Hiểu đơn giản, một khách hàng cá nhân đang vay mua nhà tại ngân hàng A. Tuy nhiên, khách hàng nhận thấy tại ngân hàng B, cùng khoản vay mua nhà như vậy, nhưng lại có thêm nhiều ưu đãi dịch vụ và mức lãi suất cho vay thấp hơn so với ngân hàng A. Thì với thông tư 06, kể từ ngày 1 tháng 9 tới đây, khách hàng hoàn toàn có thể đến ngân hàng B đề xuất nhu cầu vay vốn để trả nợ trước hạn cho khoản vay mua nhà mà khách hàng đang vay tại ngân hàng A. Trước đây ấy, hết thời gian ân hạn nợ gốc, khách hàng sẽ phải chịu cái mức lãi suất thả nổi. Thế nhưng mà với cái thông tư mới này thì khách hàng có thể chuyển cái món vay sang ngân hàng khác để mà được hưởng cái mức lãi suất tốt hơn. Thì thực ra thì đây là một cái động thái tốt cho những người có nhu cầu vay mua. Theo các thành viên trên thị trường, trong thời điểm hiện tại, lãi suất cho vay đã có sự điều chỉnh giảm nhiều. Vì vậy, nhu cầu tất yếu của khách hàng là được vay từ ngân hàng này và đảo nợ sang ngân hàng khác với mức lãi suất thấp hơn. Thông tư 06 sắp có hiệu lực đã giúp giải quyết nhiều vấn đề cho thị trường bất động sản lúc này. Việc này là cái việc mà tôi đánh giá là cũng một tác động tích cực nữa đối với thị trường tài chính, đó chính là cái sự cạnh tranh lành mạnh giữa các ngân hàng với nhau. Các ngân hàng phải cân đối làm sao mà giữ được khách hàng của mình thông qua cái việc là đưa ra mức lãi suất phù hợp và cái chính sách phù hợp để giữ chân khách hàng. Thì cái vấn đề này nó tác động tốt đến toàn bộ chung cái thị trường. Đây chẳng qua là cái câu chuyện kích thích mua bán nợ giữa các tổ chức tín dụng với nhau. Và đương nhiên nó sẽ tạo ra một cái sân chơi nó cạnh tranh lành mạnh hơn. Tức là nếu như tổ chức tín dụng nào mà cạnh tranh tốt, các điều kiện về tín dụng thuận lợi tốt, thì có thể là người vay vốn người ta sẽ đến đó nhiều hơn. Giống như cái việc gửi tiền hiện nay, là nếu như tổ chức tín dụng nào đó mà lãi suất cạnh tranh, dịch vụ tốt, thì đương nhiên họ sẽ đến đó để họ gửi tiền nhiều hơn. Nội dung này của thông tư 06 được đánh giá sẽ giúp cho các quy định cho vay hiện nay trở nên rõ ràng và minh bạch hơn. Tuy nhiên, để thị trường thật sự tốt lên, thì quan trọng hơn cả là khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế cũng như khả năng trả nợ của các khoản vay đến hạn.